Trời, tôi mới coi phim hết tao bận đồ mới rồi. Chết. Trời ơi, mới cũ gì, bình thường mình Lắc nhân giả chân mà. rồi. Mình Nó nhân chơi giả vậy mà hả? ông ơi. Đó, Có bây giờ cá đi rồi đi. đó, cá nhảy rồi đó ông Ừ, hai. cá nhảy nè. Quay nha, quay tao kéo lên nó nhảy cho coi. Ông cứ làm bình thường đi sao? Cũng có cá nhiều á. Có chứ. Đều chắc hôm nay không có cá bự không Không, hay à. nó nhỏ. Đó, Đó, có cũng gì. có cá rô phi Ừ. đó. Đó. Kéo một chút là đủ ăn rồi, dư sức ăn Ừ. không thầy? Đâu có ăn, tao đâu ăn cái này. Vậy chứ không bắt làm gì? Bắt Chờ. bỏ đây đặng nó ủ mắm Ra á. cá lóc rồi ha. Ừ, cá cá dồ á này kia. Đây nó ủ mắm rồi chứ nó đâu ăn cá nhỏ nữa. Đang cá bự không à. Ừ. Nó nhỏ kéo đây nó ủ mắm rồi thả đi trong lắm. Được chưa? Này tao Cho để con xuống cho coi quay. cá. Đó, thành quả của một cái gió được như này. Có một cá rô phi bự. Ừ, có đồ phi nuôi Cá thả. rô non, cá sặc. Dạ. Ừ, đang bơm. Tao kêu mà đứng kia kêu mẹ này coi mà đứng mới đi trước thôi này. Năm nay con chạy. Tao mới đi trước Nước, thôi năm này, nay con tao chạy, kêu năm nay con mày. chạy đó chứ mới Đâu, đâu có lớn đâu có. Này con thấy kéo nhẹ nè. Cái gió của ông Tư trọng quá trời ơi, ông dặn cái gì mà nó nặng quá Nó trời lên luôn. trên đầu đó nó nặng kéo. Rồi Gió này bắt hai còn ấy kéo nổi mà gió ông Tư trọng luôn tao ha. xuống già cái nặng quá tao chịu phải nổi kéo. Ầm đâu anh? Nó là báo gì đó hả? Dạ. Báo mà. Cái này cũng có nè, đó cũng có cá rô phi nữa kìa. Có chứ. Nó sao nó nước chảy nè. Nước chảy nó Nó có. cái này mà mình ấy mình kéo cả ngày chắc cũng nhiều lắm á bác hai. Nhiều lắm chứ. Mình kéo một Xô ngày là ấy là nhiều lắm chứ đâu. Đăng tải lên báo à lên á. để tên ông 10 tỷ. Một tí. Nó ừ đó vậy đó. Trời ơi cái thằng đó nữa. Mày nói tao hại mày đâu đâu. Hại là gì? Ai nói hay hại? Cá bự bắt lại, cá nhỏ thì đừng có cá nuôi chứ con ơi, nuôi. Cá rô phi bỏ lại nuôi hả? Ừ nuôi được đi nuôi. Được cá bự hả? Gì? Đó mổ lâu quá. Không có được. Đây cái này nuôi được nè, mày dính nè. Thấy được chưa? Cái bự mày ở đây mày làm chờ thuốc mày gì? kéo cho mày làm. Thôi thuốc ấy đừng nói, đừng nói. Chuyện chuyện. Rồi. Chuyện đó, dưới đi. Đâu có chuyện con gì. Chưa từ từ kéo nhiều cái mà cũng còn ngồi đợi mà ừ. Con của ba ăn trên nhà đường trên đó. Vậy hả? Trời dạ ơi. Về nào? Dạ. Phải không? Dạ. Vậy mày lên ở Trà Vinh. Chồng mày ở Trà Vinh phải không? Không kéo, tao kéo hoài không chết tao nè. Mới về. Giờ canh ngang. Giờ là mày tao mày ở đây canh. Không nghe được. Không nghe đùng đùng. Hả? Không nghe đùng đùng. Không không, nghe đùng đùng. Không có mà. Nó trên này không có con mà quay trên cái đường. Vậy là về đây cưng Em về đây ở với cha hổm giờ anh. Ở ổng luôn ha. Dạ. Ừ, cứ để mình ổng buồn thiêu. Nhỏ em ở trên thành phố nó làm vậy. Cha mày sướng rồi, có hai đứa con nhờ được rồi. Chứ bác hai cũng có con nhờ được nhóc đó. Tao chị nói lo gì? Đó. Tao nói gì tao trước rồi cha mày. Chị Loan đó. Nói gì? Cứ một ấy là được nhiêu nữa thôi ừ, chị. Vậy thôi chứ còn nữa. Nói bắt con nào bắt đi. Qua cái tôi chút không mẫu lâu cái mẹ. Nhưng mà dưới sông kéo mà mày đòi cá bự. Đó xác nhận con. Ừ. Cá gô non mà đòi đâu cá ừ, bự. Đúng rồi, nó có bự. Đã kêu bằng cá gô non. Non mà. Cá nhiều lắm, cá gô, cái mà dinh đồ nhóc. Ơi,
Ê, có cái cây này đấy nè ngang. Chút mày lặn coi. Ngay chỗ cái này nè, nó móc móc dưới hoài. Có cây gì dưới á? Tụi bay có bỏ quên cây không? Tôi đâu đây nè, ngay chỗ này luôn. Chắc là tao tưởng là con cá gì. Cá sấu. Nó. Rồi này không có phi rồi. Cái này cái của con. Của con không. Ấy rồi. Này đem ủ mắm. Ủ này mắm có đè mình thả cái gô mình nuôi. Ôi, trời đất ơi nó đi mày dừng mày chết luôn á. Mưa đi. Xuống nó lắc ha. Đi không còn con. Cách tê kêu còn đi mà. Đừng nó vỡ à. Ông không kéo là biết con về đi à. Trong gió thành bão. Gió bão mưa. Một ra thả ngồi chút vậy có nhiêu đó, ngồi một ngày là anh biết bao nhiêu cá không? Bởi vậy cái nè. Cái tâm ký đồ nó xúc đi chứ đâu còn đây. Sáng này ngày xúc đi. Ngày nó ủ đâu chục hộp nè. Rồi thằng kia anh hộp nữa. Đó, bê tính còn một hộp là bao nhiêu mấy chục. Bữa hổm cá lồng tông hả anh Nam? Cái này cũng thứ này nè. Cái gô vậy đó hả mà ủ một chục hộp rồi. Ừ. Có mấy cái của điều nó giờ hắn ta cá giờ đó. Trời ơi không ấy mà dẫn lên nó quay địa. Nó thả cá rồi hết hồn nó xanh luôn. Theo được. Trời nó rình. Con chạy xe theo. Nó rình đập mày ơi ở nó lấy xe quay ông nội tao rồi. Có sao đâu. Có gì phải nó bắn ấy à nó ở lội ruộng lội này kia lội mương. Không có cái nồi không? Giờ không có. Im ghe, có cá mè dinh rồi kìa. Ý nó cũng nhiều đó. Ờ, à, có cá mè dinh bự. Cá rô phi. Ông hai. Được rồi, bác hai. Được rồi. Này thấy cá nhiều hơn. Cá không, chứ thấy mặt là chỉ. Cho linh thả luôn. Ta nói linh thả không ăn mà, ta nói không ăn à. Đừng quên ốc mày, ta dục ốc. Đi. Bỏ luôn cái bên nào đó. Bỏ luôn chứ không bỏ sao nó có cá vô nữa. Nhỏ không bắt không ha? Không, 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 bắt ủa kìa. Nhỏ thì bỏ. Rồi nó đem rửa đi mày. Đâu đó. Nó nhỏ không rồi đâu. Nó giờ về đi đâu nữa? Ở cái cá nó lên không vô. Ục dễ chứ nó đi ra. Khùng lắm. Khùng lắm. Cá mà nó không biết đường đi để nó không vô. Nó dễ vô hết chết hơn con. Nó đi tùm lắm. Khùng lắm. Nó ục đây chứ nó chọt lại đó rồi đó. Mà lắm. Cái kia nó quay. Kéo nè. Đó, mình có đó. Nhiêu mình làm nhiêu chứ mình giờ, đâu giờ có đổ mày, chi. Mày có quay quay qua 10 đi đó. Đổ lộn nó chứ. Thấy mặt nó đưa lên Facebook 10. Rồi con cá nó mắc à mày, vũ cho nó xuống rồi. Cá bự à. Vô à. Vô à. Nó vô có rồi. Cá bự đó. Hai ơi, quá rồi. Cá rô phi mấy con nữa. Đợt này ông hai có cá nuôi, bác hai có cá nuôi. Ông thả là vừa thôi, ông hai ông thả nhiều quá đụng bà đìa ông chết rồi ông hai ơi. Trời ơi mày dinh được quá trời ơi. Thôi bữa nay ông đi mai mốt tới con. Thả cá rô phi á, mai mốt nó đẻ giờ thấy. Đâu rồi có mày đâu, cá đâu bự nè. Để vô đó, thằng này. Có mẹ không? Không. Không lấy cái gì hết trơn, chỉ lấy cá gô thôi. Cá đâu bự à, cá đâu bự à, nó mổ ra. Chưa? Rổ đi. Anh thả đi. Chưa mà, chút.
đã ấy thì mình không ấy. Nó cũng có mà có cá rô non ít. Không có cá giò rồi, ông Mười đi về rồi. Này thấy nhẹ nhàng quá, ngọn gió của ông Tư chổng gì đâu, em thấy sút mệt quá. Không có cá là cỡ ống lựa rồi. Thì bữa qua dì ba bà nó ha, đổ vớn một cái ha, bà nó chừng cỡ 20 kg cá rô lưới 2,5 phân á, bà nói là hết thể nào.